Hai, chào cả nhà. Nay lên cái điểm huyền thoại này mình câu nữa coi. Đây, mò câu của mình đây. Mình lên cũng dọn cái lỗ rồi đó. Mò câu FC, mò này thì mình cũng có bán nữa. Mình cũng có xào đang nhào, nhồi chứ. Nhồi đang mới rồi cho nó nở ra nè. À, đây mình thả thính như coi. Mò mình bán 2 kg chích chục, 3 kg trăm hai, 4 kg trăm sáu, 5 kg 200. Đi thả với ít cục rồi, vụ cá vô coi. Rồi, 2 cục được rồi. Nhiều quá cá ăn no à. Hút vài đứa thuốc rồi đợi hỏi cá lại rồi mình xuống cần. Mau gọn lẹ đi. Goofy. Dinh dễ gì rớt luôn ha. Chim chim goofy mày dinh 3 loại cá rồi. Dính dễ hoài nãy giờ đó. Cái dẫn
tiếp tục cái dẫn mẹ chiến. Ôi, dính lượng cá chim to à. Đấy. Thế xuống rớp. Mẹ dính. Dẫn đây được em nữa đấy. Này chim. Cái bụng dĩ lạng 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 giật chín luôn, những cái lần bụng luôn. Ưu phí. Dẫn.
chi không? Hay cô phi mập ú luôn. Dẫn mày dinh nó bị lớn. Quý bữa nào cũng chuyển mưa hết trơn nè, thôi mình về thôi. Đây thành quả đây cũng được nhiêu đây, về ăn nè, để khỏi hồi mắc mưa à. Nó cũng được mớ cá gục đi, cái chim, cái dảnh mày dinh được mớ nhiêu đây ăn được rồi, để khỏi hồi mắc mưa mưa dừa được. Ôi nhảy quá nhảy, ôi nhảy mà mình cũng kết thúc video đây luôn, hẹn nhau video tiếp theo, mưa tới rồi.